Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay, theo như một số nguyện vọng của anh em, có nói mình rằng là anh ơi, hãy làm một cái clip về gọi như là không dùng scope để lấy được top 1. Thì ok, ngày hôm nay thì mình làm cái clip này. Mình sẽ không dùng scope nha anh em. Có nghĩa là súng mình nhặt được mình sẽ chỉ dùng tâm ruồi mà thôi. Đây này, tâm ruồi đây này, thêm cháu nữa. Đấy thì mình chỉ dùng, mình không dùng bất kỳ một cái scope nào cả anh em. Nhặt được scope là mình vứt đi luôn. Thì hôm nay thì mình và là bắn ở chế độ solo squad nha anh em. Chứ mình không bắn ở đua hay là solo. Cứ phải gọi là một bắn bốn thì mạng nó mới nhiều được anh em ạ. Kìa dã nhau căng thế nhở. Ui, nó cài em mất bọn mạng. Của mình rồi anh em ạ. Cái đầu phóng, bắn luôn. Bắn gì ghê nhở. Trong nhà. À đây rồi. Nào. Trong nhà này. KS mất mạng của tôi này. Đưa ngay cái mũ ba đây. Mình bắn của thằng anh dùng scope thế. Ui cốp 6 này, đúng cốp mình mong ước nhưng mà thử thách mà mình phải quăng đi trong một cái nỗi buồn sâu thẳm. Thằng X ổng nó vừa ăn mất một mạng của mình. Đã đủ, bên kia vẫn bắn anh em ạ. Bất kỳ một cái scope nào mình sẽ không chạm vào. Thì X6 miệng gọi là mỡ dâng tận miệng mèo rồi mà không thể là ăn được. Bò đi đâu. Gạt luôn anh em ạ. Chơi ở chế độ solo squad này cứ được mạng nào là mình xào luôn bạn đấy, tránh trường hợp là ví dụ như là mình lốc được một thằng cái là nó kêu ôi ơi ta bị nó bắn lốc rồi, nó yếu rồi, đây là cả ba nó kéo cả họ sang, nó oánh mình mở cửa này, nó kéo cả họ sang, nó oánh mình thơm luôn đấy. Thế là trong này clear rồi đấy, mình sẽ nút qua và đi tìm người tiếp nha anh em. Vậy nghe vẻ hợp lý, vứt hết scope đi anh em ạ. Đi thôi. Mình vừa chạy sấp mặt loèn, không gặp một cái thanh niên nào. Đây, bây giờ thì vừa nghe thấy tiếng súng ở bên biển. Mình có tiếng. Có tiếng. Bắn cái gì? Này thì bắn này. Mình chạy một vòng từ bốt cam nhá, xong mình vòng qua có tiếng. Sau hòn đá. Hello bác tài. Bác tài đứng đấy làm gì vậy? Mình cái lúc vừa nãy đây, cái lúc mà mình ở trong bốt cam đây anh em. Mình chạy nguyên một vòng sang tới hẳn resort xong lại vòng lại đây mới kiếm được người. Có tiếng xuống ở bên kia. Bây giờ thì mình sẽ bơi sang anh em ạ. Chắc chắn là phải bơi sang. Tại vì vừa mình chạy bên kia quá là lâu rồi. Đi thôi. Đây. Sang đến nơi thì lại im ắng anh em ạ. Không. Đây rồi. Vừa nói xong. Thiêng ui dồi ôi, như này thì đốt hương mũi cũng lên. Bắn trong khu nhà anh em ơi. Mấy ông ơi từ từ thôi. Có thằng bò kìa. Có thằng bò. Ngay sau hòn đá này này. Này bác tài này. Hello bác tài. Hello baby. Hello bé la. Rồi ôi, Lin cái gì? Lilo bip. Hello bé la. Bé na bò đâu vậy? Bạn của cậu cậu. Bạn của cậu đây. Này, hai viên AK vào đầu. Trời ơi. Gọi cả họ đến anh em ơi. Nó đi xe máy tới. Bạn định nuôi cả họ nên đánh mình á. Này được rồi. Tặng cho bạn trái nết. Nào. Bùm chết này. Bùm. Úi giời ơi. Linh leng lại lốc. Đi đâu con sâu này. Ba cháu. Thế là vẫn còn một thằng nữa anh em ạ. Hơi đông. Nhưng mà không sao. Tặng cho bạn trái nết này. Quả này nữa thì thôi là dấu chấm hết cho team bạn. Nó cứu xong rồi. Ui, phí thế. Đây này, mình vòng sang bên góc bên phải này. Ôi, bò này. Bò đi đâu? Ui, nó bò khuất rồi. Anh gì ơi? Anh có đánh rơi nhiều yêu không? Hay nhâu? I'm coming. Hello. Đây. Sau tảng đá này. Ui dồi ôi. Ui thế là mình bị KS. Ôi,
vừa mình 6 mạng. Ui, mình bị KS mất 2 mạng anh em ạ. Vãi, cái thằng ở trên kia. Thôi thôi, té vào bò đã. Chỗ này nguy hiểm quá. Cái pha vừa rồi mình bị KS mất 2 mạng anh em ạ. Nó có 4 thằng, mình từ 6 lên được 8. Bực thực sự luôn. Ôi ơi. À, có bị huynh đài. Úi dồi ôi, bị huynh đài chạy đi đâu vậy? Chạy không check à? Chạy như thế thì chết, như chết. Thì chết mà thôi. Chạy cái tầm này mà không check thì thôi. Thử thách này mình chỉ mình chọn cho mình chọn là cái map sàn hốc anh em ạ. Tại vì nó dễ áp sát. Chứ mấy cái áp mấy cái map kia thì đua xe bắn súng nó kiểu như nó cũng hơi khó. Nên là mình sẽ chọn cái thử thách mình làm đã solo squad rồi, xong lại còn bắn không có scope. Nên là mình sẽ chọn cái map sàn hốc. Cái map sàn hốc này thì làm rất là nhiều. Nên là mình quyết định mình chọn. Ui. Có tiếng không nhỉ? À, lo do. À, mình thấy rồi. Kìa kìa, anh em mình thấy cái bóng lướt lướt qua chỗ cái khe cửa không? Ê, trong nhà vệ sinh, trong nhà vệ sinh. Đang đi ỉa. Là anh em nhìn vào mình thấy trước này. Hello motherfucker. Thấy trước này đang ỉa. Mình thấy cái chỗ mà nó khe đấy. Mình nhìn thấy. Thôi, bo rồi, vào bo đã anh em. Bo thu rồi, bo này thốn lắm. Chạy sấp mặt lèn mới vào được bo anh em ạ. Bực thực sự. Úi giời ơi, lại có tiếng bắn. Úi giời ơi, tiếng súng nộ như kiểu là tiếng gọi là tiếng gì nhở? Tiếng mẹ ru vậy. Ôi, có thằng outside play zone này. Vô lý. Đang bắn ai vậy? Làm gì ở đây? Úi cái gì đấy? Cái gì đấy? Úi ôi. Trời ơi. Bạn nằm thêm 0,1 giây nữa là bạn giết được mình rồi. Vai thật. May là đứng lên không là mình hẹo quả đấy rồi. Từ từ đã. Chắc chắn là bạn nó là cái thằng vừa bắn. Thằng này đang bị đứng dậy để chạy ra cover cho bạn. Hợp lý. À quàng bom à. À đây rồi. Áo trắng bà ba này. Nào. Áo trắng bà ba này. Phê chưa, vẫn còn anh em ạ. Thế là team này đủ team à. Mình sẽ công lên luôn. À quăng bom à. À trong sờ mốc à. Nào, trong sờ mốc à. Trong sờ mốc này. Á đủ. Á đủ. Mù mắt. Đâu rồi. Ui, chết rồi. Té ơi, anh ơi, em xin lỗi. Anh ơi. Ui, nó vào. Ôi trời ơi anh ơi, đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây. Ui trời ơi, nó ăn yếu mình cũng yếu, tại vì mình sấy nó cái tầm gần chúng cũng phải khá nhiều đạn. Thằng bé ăn yếu lắm rồi, mình cũng yếu lắm rồi, may mà mình vào được nhà trước. Thằng bé hình như là chưa biết mình vào. Thế là thôi, bạn đen lắm. Còn hai cháu nữa. À đủ. Có tiếng, đầy rồi. Ui rồi ôi, thế thì lại toi rồi. Bạn lại đen rồi. Bây giờ mình ngồi rình anh em ạ. Nó đang ở, có nghĩa là nó ở trước mặt mình. Mình đoán là à cái chỗ trước mặt mình là có khoảng tầm đâu đó là 2-3 cái cây. Mình đoán là nó chỉ nằm ở sau mấy cây thôi. Bo tới là nó phải chạy. Mình trong bo. Hợp lý. Đây người ta gọi là há miệng chờ sung này. Bây giờ mình nó mà mở cửa một. Ủa, bên này trống thế nhở? Từ từ đã, nhích. Đấy, anh em nhìn không? Mình nhích không phê ra tiếng động luôn. Cứ nhích từng tí một như này thì nó nằm bên cạnh nó không nghe gì đâu anh em. À, đấy, hợp lý không? Đấy, đây là một trích gọi là nho nhỏ cho anh em đấy. Hợp lý quá chứ nị. Che đi cái bên nhìn, bo thu rồi. Bây giờ có vào không? Vào đi, anh em mình giao lưu. Mình thì cho bạn một băng đạn AK vào mồm, bạn chết. Ui, mình lấy top 1. Ui, hợp lý lắm luôn á. Mình cứ nghĩ đấy thôi là mình đã bị thích rồi đấy. Mình thì cứ bị mạnh ấy. Đấy, nên là vào đây. 13 mạng rồi, ăn 2 mạng nữa là 15. Ở cũng được. Làm clip thử thách tầm 15 kill là được anh em ạ. Được anh em nhở. Thử thách mà, khó, cũng hơi hơi khó. Nên là thôi ăn 15 kill thôi. Hợp lý, 2 thằng 1 team.
mình bây giờ như này, mình sẽ viết kịch bản như thế này, bo thu, xong rồi hai thằng nó chạy vào, mình cầm một cây AK, mình sấy một băng đi hai thằng, 15 kill top 1. Ui, nó cứ phải gọi là hoàn hảo anh em ạ. Ôi, à đù, nó vẫn ngoài bo anh em ạ, à nó vẫn trong bo anh em ạ, không được rồi. Nó vẫn ở trong một lần bo nữa. Ui, bo thu bên xuống dưới kìa. Khó thế nhở, mình cứ tưởng nó ngoài bo á. Có tiếng, à thằng mới chạy xuống rồi. Chạy xuống. Bây giờ mình đứng từ bên trên. Người ta gọi là đứng trên tàu, đứng cái gì nhỉ? À, đứng trên cao ta nhìn xuống. Yeah, đứng trên cao ta nhìn xuống. Yeah, đấy, hợp lý. Quả này mình đứng trên này thì mình xế cho hai bạn không trượt một viên nào. Đâu rồi, vừa chạy xuống đây thì chắc chắn ở dưới cái vách này thôi. À, kìa rồi. Bò này. Ui, thế là hai team. Ui, thế là hai team khác nhau anh em ạ. Còn thằng nữa đâu? Bom. À, bom thì chắc chắn là không phải thằng này đáp rồi. Từ đã mình phải quăng quả sầm mốc, mình fake mình xuống đã. Mình ngoài bo mợ rồi. Thằng này nấp đâu nhở? Quăng quả bom tầm này thì ở đâu ta? Ôi khoai rồi anh em ơi. Chắc chắn là không có trước mặt của thằng này rồi. À không có bên cạnh gần khu đấy rồi. Nó ở đâu được nhở? Ui ôi, mất nửa cây máu cơ. Đau quá. Bơm phớt đây anh em. Kịp bo vào mình. Vừa kịp bơm mình chạy luôn anh em ạ. Được anh em ơi. Té. Thằng này nấp ở đâu được nhỉ? Nguy hiểm vãi. Ui, à đây rồi. Ý trời ơi, trước mặt tôi đây rồi. Ui. Nhưng mà đường công sang hơi vắng anh em ơi. Quả này khoai rồi. Ui, nết. À, nó biết mình ngồi đây rồi. À được bạn ơi. Nó biết mình ngồi đây rồi. Ui, lại lết. Ui, đau thế. Từ từ anh ơi. Thôi nhá. Em cũng chỉ nhìn anh bên đấy thôi chứ em không có làm gì cả. Em không có quăng gì quăng anh đâu. Mình nói thật mẹ. Em nói thật mẹ anh luôn nhá. Em mà có quả sầm mốc ở đây thì thôi anh chết mợ anh luôn rồi. Em quăng ra em công lên em bắn cho anh ấy không trượt viên nào. Nó phải vào bo. Mình gần bo hơn. Nó sẽ phải chạy. Thôi xong, thế lại top 1 rồi. Trận này không top 1. Cắt cù. Cạo lông đít. À, chạy này. Trời ơi, nó lại dễ quá anh em ạ. Quá dễ luôn. Ủa, như trong tính toán 15 kill top 1 hoàn thành xong thử thách. Đấy, hợp lý. Ok, như vậy là mình cũng đã hoàn thành xong một cái clip thử thách là bắn súng không xài scope, chỉ bắn ở tầm quầy thôi. Do anh em đề xuất nên là mình cũng làm. Trận này chỉ được 15 kill thôi, nhưng mà với cái thử thách thì cũng quá là đáng khen rồi. Mình nghĩ là như vậy. À, anh em thấy hay thì đừng quên để một like, một đăng ký kênh và comment những cái ý kiến ở bên dưới nha. À, đóng góp cho mình những cái nội dung tiếp theo. Bye bye.